Đức Phật dạy là có những chú sứ không nên lai vãng. Nha, hôm nay là nghe cái bài này trong kinh Phật nói nha, có những chú sứ không nên lai vãng, tức là có những cái chỗ không có nên, không có nên gì, không có nên tới. Chứ không phải tu, dạ con tu là con đi độ tất cả chúng sanh, không dám đâu, em không có niềm tin lắm đâu quý vị. Con tu là chỗ nào, bây giờ chợ cũng là đạo tràng, rừng rú cũng là đạo tràng, bất cứ nơi nào cũng là đạo tràng. Dạ xin thưa quý vị, đó là các vị thiền sư, đó là các vị thánh, đó là các vị Bồ Tát. Đối với các ngài cái là bình thản trước nghịch cảnh, được mất buồn vui khen chê. Còn mình mà vô chỗ đó, mình chưa kịp độ đời là mình đợi đồ rồi đó nha. Mình chưa kịp độ người ta là người ta độ lại mình này đó. Cho nên là có những chú sứ á, mình thông minh một chút là gì, mình không có nên tới. Tại sao? Tại vì có những chú sứ mình mà tới đó, cái điều bất thiện á, trong mình đó, nó sinh lên. Cái này quý vị cũng phải khéo một chút. Khéo ở chỗ nào quý vị? Quan sát. Quý vị quan sát. Hoặc tự thân mình tới đó, sao mình tới đây mình gặp những cái người, sao trời ơi đất khởi vậy. Có những cái người tới đó xong á, họ nói những cái câu á, họ nói những cái câu nghe không có hay, nó thô quá, nó bất thiện quá. Lúc đầu mình nghĩ nha, kệ, mình phải gần những người này để từ từ mình độ họ. Không phải là thầy không tin cái gì độ được, nhưng mà cái tỷ lệ thì thấy nó ít lắm. Nếu mà quý vị phải giỏi lắm, vững lắm nha. Có những nơi mình tới mình nghe những cái câu không có hay, và có những nơi mình tới mình nghe cái vị đó nói, mình tà kiến mình theo luôn, sai lầm luôn. Một kiếp người ngắn lắm quý vị. Ở đây thầy thấy U450 trở lên không, còn có mấy nồi bánh chưng nữa đâu. Mình có thể có tiền, mình mua nhà, mình mua xe, mình mua đất, mình mua quần áo, mình mua nhiều cái lắm. Nhưng quý vị xin nhớ giùm, có một cái mình không có mua được, đó là không có mua được thời gian. Nhớ nha, mình không có mua được thời gian. Thời gian nó có đi qua thôi, chứ nó không có trở lại. Cho nên là mình nên né những cái nơi mà mình tới đó nó phiền não, nó muộn phiền, nó khổ đau, nó tranh chấp, nó hơn thua. Mình tới đó nó sanh điều bất thiện. Nói tới đây thầy xin nói thêm một cái bài kinh khác. Tính ra từ nãy giờ thầy nói mấy bài kinh đây đó, học kinh này ta nhớ kinh kia ha. Ở trong một bài pháp ta được nghe mấy bài kinh rồi. Hồi nãy thầy nói bốn điều không nên khinh thường là một bài kinh đó, bảy cái điều này là một bài kinh đó. Bây giờ thầy nói đến quý vị thêm một bài kinh nữa là kinh khu rừng. Trong bài kinh khu rừng này á, Đức Phật có nói bốn cái chú xứ, tức là bốn cái chỗ. Và bốn cái chỗ này là có những chỗ mà mình nên tới và có những chỗ mình không nên tới. Quý vị có muốn nghe không? Có muốn nghe chỗ nào nên tới và không nên tới không? Cái chỗ thứ nhất á, đại ý Đức Phật chia về đời sống vật chất và đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Chỗ thứ nhất, đời sống vật chất thiếu thốn. Nói theo thời Đức Phật là gì? Là tứ sự á. Một tứ sự tức là những cái nhu cầu căn bản nhất của một vị tỳ kheo, một người tu là đời sống tứ sự: cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc trị bệnh. Cho nên ai hỏi quý vị nha, nếu quý vị là một người cư sĩ thuần thành, là một người cư sĩ mà quý vị muốn sống một đời sống có thể mình tạm hiểu đi là có thể chuẩn nhất á, thì bây giờ con nên bỏ cái gì, con muốn sống một cái đời sống biết đủ không sao, thì quý vị cứ lấy cái đời sống bốn cái nhu cầu căn bản của một vị tỳ kheo ra. Mà bốn cái điều này gọi là bốn truyền thống của thánh nhân, đó là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc trị bệnh. Bốn cái tiêu chuẩn này quý vị sống ở cái mức là nhu cầu thôi, nhu cầu là phải cần có, chứ đừng có mức hưởng thụ. Quý vị đơn giản nhất có thể, đó là một cái tiêu chuẩn rất là một người cư sĩ. Mà một người cư sĩ mà thầy nói muốn mình muốn rất là thuần thành nha, rất là tiêu chuẩn nha, thì quý vị cứ dựa vào bốn cái này: cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc trị bệnh. Đại ý về đời sống vật chất, Phật nói tới cái chú xứ đó, mà cái chú xứ đó đó về đời sống vật chất thiếu quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà ở thì lụp xụp, phải không, thuốc trị bệnh không có. Đại ý mình nói chung về đời sống vật chất thiếu thốn. Mà đời sống tinh thần tâm linh á, không có pháp tu, không có pháp học, tới đó đời sống của mình không có giới, không có định, không có tuệ. Đời mình tạm hiểu nói theo đời thường là con tới đó con cảm thấy không an lạc nha. Mà an lạc như thế nào nữa? Có những người an lạc do đâu? Có những người an lạc là do tới được ăn cơm ngon là an lạc. Có những người tới đó con thấy mát quá, chùa đó có bóng cây mát quá con an lạc. Mấy cái này là thấp lắm nha. Tinh thần,
Đó, đó quý vị thấy là nó có giới, có định, có tuệ không? Có lời Phật dạy không? Có pháp học, có pháp hành không? Tức là mình có an lạc trong đời sống của giới định tuệ, của bát chánh đạo, của tứ diệu đế có pháp không? Giúp cho mình đi lên không? Đó. Nếu nơi đó vật chất thiếu mà tinh thần thiếu nữa thì sao? Dạ mình lịch sự lễ phép, dạ con chào, cho con. Cho con sao? Cho con né, đúng rồi. Mình đang học bài né mà. Dạ con chào, cho con. Cho con né, cho con lui. Dạ. Chứ không có giận gì nơi đó nha. Không có giận, không có buồn gì nơi đó hết. Mà chẳng qua con biết là con mà ở đây là bữa nào con cũng tệ luôn hà. Cho nên cho con xin phép với con lui. Rồi đi tới một nơi khác. Đời sống vật chất rất là đầy đủ. Cơm ăn áo mặc nhà ở thuốc trị bệnh, nói chung rộng ra nữa đời sống vật chất rất là đầy đủ. Nhưng mà đời sống tinh thần không có pháp học, không có pháp hành, không có lời Phật dạy, không có giới, không có định, không có tuệ, không có phương pháp tu học, mà không có an lạc gì hết. Dù đời sống vật chất rất là đầy đủ thì sao? Né là ở hay là né? Né ở. Ai nói né đưa tay lên. Ủa chứ cái gì với chỗ cái gì ăn ngon thôi hả? Né chứ. Né. Đi chùa đâu phải để ăn ngon, đi chùa đâu phải để mặc đẹp, đi chùa đâu phải để cho nó mát, phải không? Xin thưa quý vị, đi chùa là để tìm cái pháp học, pháp hành, tức là tìm lời Phật dạy để ứng dụng tu tập, có môi trường tu, có môi trường học. Mà nơi này vật chất thì có hết, nhưng mà sao cái này không có? Hả? Đâu có, đâu có đáp ứng được đâu. Thì mình phải sao? Nè, né không phải nói, tôi né nha, nói vậy làm chi chứ á. Dạ, cho con xin phép, cho con lui. Con ấn số dê dù con chưa có học bằng lái xe. Chưa học bằng lái xe con cũng ấn số dê nữa. Con lùi. Hai trường hợp vậy đó. Trường hợp thứ ba. Nơi đó tới đời sống vật chất thiếu gì? Thiếu. Thiếu diễn nhiên là không có phải là quá thiếu. Thật sự thì nếu mà không có cơm ăn mình chết à. Không có áo mặc thì cũng không được à. Không có nhà ở không được, không có thuốc trị bệnh không được. Đó là những nhu cầu phải có mà. Nhưng mà nó thiếu á, nó hơi thiếu một chút. Nhưng đời sống tinh thần có pháp học, có pháp tu, có chỗ môi trường tu, có môi trường học. Ở nơi đó mình cảm thấy an lạc, có giới, có định, có tuệ, có học, có tu. Mình cảm thấy an lạc, đời sống tâm linh của mình ngày càng đi lên, ngày càng tiến bộ. Dù đời sống vật chất có thiếu. Cái này né hay ở ha? Ở hay né? Đời sống vật chất thiếu không có cơm ngon nha. Không có hủ tiếu, không có cà ri, không có bánh mì ngon nha. Không có mát mẻ lắm nha. Rồi trong Phật sức hơi thiếu à. Ở hay né à? Đúng rồi. Ở lại nha. Thứ tư. Đời sống vật chất đầy đủ, mà đời sống tinh thần cũng đầy đủ, an lạc, có pháp học, có pháp tu. Ở hay né? Dạ thầy có đuổi con cũng lạy thầy cho con ở lại nữa nha. Thầy nhớ bốn trường hợp không? Vậy thì bốn trường hợp đó vì thấy đặc biệt cái gì? Phật muốn nhấn mạnh ở cái đời gì? Đời sống tinh thần. Nơi nào có pháp học, nơi nào có pháp tu, có giới định tuệ, có bát chánh đạo, có tứ diệu đế, có tu tập giúp cho mình đời sống càng thăng tiến đi lên, đời sống tinh thần tâm linh của mình càng ngày càng phát triển, thì nơi đó mình xin ở lại. Vì cứ phải lấy cái nắm cái chính đó. Chứ đừng có đi chùa. Thầy biết có một số Phật tử đi chùa, cái tỷ lệ này không phải là không có, nhưng cũng có đó nha. Con đi chùa gì chùa đó nấu ăn ngon. Dạ thì cứ nấu ăn ngon cứ đi, không ai cản hết trơn á. Nhưng mà đừng có đi chùa vì lý do nấu ăn ngon. Đi chùa phải để học pháp chứ. Đi chùa để nghe pháp, học pháp, tụng kinh, niệm Phật, hành thiền. Đó là thầy nói quý vị đi vô chùa để lấy ngọc. Đi vô chùa lấy ngọc là lấy cái đó, lấy cái tinh túy của Phật pháp, là nắm được cái pháp tu, đem về mà ứng dụng. Đời sống hàng ngày của quý vị ở nhà nhiều hơn là ở chùa mà. Thấy không? Thầy biết có nhiều người đời sống ở ngoài họ đầy đủ lắm, họ có thiếu cái gì đâu. Về đời sống vật chất có thiếu cái gì đâu. Nhưng mà vô chùa để làm gì? Để tìm cái đời sống tinh thần, pháp học, pháp tu đó. Cho nên nhân cái dịp Phật dạy ở đây nè, có những chú xứ không nên lai vãng, thì làm ơn làm phước quý vị phải có cái gan mạnh dạn lên, đi tìm cái nơi nào có chỗ học, chỗ tu á, nơi nào có giảng pháp. Đó là gì? Đó là lý tưởng của người, ngay cả từ xuất gia đến cư sĩ cũng vậy. Mình không có học là cái đầu mình có vấn đề ha. Ai nói dạ thưa thầy con không cần học, con tự tu, thầy nghe thầy hồi hộp,
thầy, nó nghe thầy hồi hộp, không vui chút nào. Đáng lẽ nghe tự đu thầy phải vui chứ đúng không? Nói thiệt thầy không vui, nhưng mà nghe vậy nè, còn cố gắng con đi học hỏi, học cho kỹ. Con tìm chỗ tự tu là bản thân mình phải cố gắng là đúng rồi đó, nhưng mà con phải tìm cái môi trường tốt để con học, hoặc con nương thầy nương bạn tu, hoặc ngay cả con vô cái môi trường đó con tìm con học đàng hoàng xong về con tự công phu, cái đó thầy còn tạm tạm yên tâm. Chứ nói con tự học tự tu, thầy xin thưa quý vị, thầy cảm thấy tim thầy nó đập mạnh hồi hộp thiệt á. Tại vì phàm phu chúng ta là phải đi qua con đường gì? Văn tuệ hết á. Văn tuệ là, văn là nghe, là học, là đọc. Chúng ta phải nghe học đọc từ quyển sách nào đó, từ vị thầy nào đó, từ ai đó mình mới sáng ra. Chứ còn không mình mà tự học tự tu, thầy nói nó cái mức độ nguy hiểm nó cao lắm. Tức là mình dễ đi con đường sai lầm, là con đường tà kiến. Trong khi một kiếp người của mình, quý vị nhớ giùm thầy, nhớ nhắc cái gì nhắc cứ nhớ là một kiếp người của mình nhanh lắm. Cứ lâu lâu mình cứ ra ngoài đường là mình thấy có mấy người chán cơm thèm đất thích nghe kèn là mình biết rồi đó. Cứ chán cơm thèm đất thích nghe kèn. Rồi bữa nào chúng ta giật mình, ta thấy người ấy chết, lòng ta nóng như lửa. Chẳng phải nóng cho người mà từ từ lửa đến ta, từ từ lửa đến mình. Cho nên á, đừng có để mất thời gian, tốn thời gian. Thay vì mình vào đó mình phiền não, mình phiền muộn, mình tranh cãi, mình hơn thua. Hôm nay mình học được cái bài này, một chữ thôi, né ra đó, là trí tuệ đó. Né là trí tuệ đó. Có những trường hợp chỉ cần né thôi. Có những chú sứ không nên lai vãng. Quý vị cứ tới đâu mà thấy cái đời sống tinh thần của mình đi xuống, tham nó càng nhiều, giận càng nhiều, buồn, lo âu, sợ hãi càng nhiều, đặt lại câu hỏi, chú sứ này có nên tới không? Có những chú sứ mình tới đó mình hiểu thêm, hiểu thêm lời Phật dạy. Có những chú sứ mình tới mình thấy an lạc, mình hiểu thế nào là giới, là định, là tuệ, là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, là văn, là tư, là tu. Có pháp học, có pháp hành. Xin thưa quý vị, đời sống vật chất không quan trọng nha. Đời sống vật chất đó, thầy thưa quý vị, chúng ta là phải có ăn, có mặc, có ngủ chứ. Quý vị nào mà khổ vì miếng ăn á, quý vị không làm được việc lớn đâu. Tâm của mình là phải như biển, tâm của mình phải như trời, thì mình mới xứng đáng ngồi cái chỗ rộng lớn đó. Mới tối hôm qua thầy giảng ở dưới Củ Chi cái bài pháp với cái chủ đề là nồi nào úp vung nấy. Nồi nào úp vung nấy, tức là cái nồi như thế nào, cái vung nó tương xứng thế đó. Cái phước của mình tới đâu, thấy không? Có những cái chỗ mà mình muốn ngồi mà mình không có phước mình ngồi không được đâu. Hoặc mình ngồi ba bữa cái mình rớt xuống à. Có phước thì sẽ có phần. Mình hãy chuẩn bị, mình là một người bạn tốt đi, sẽ có những người bạn tương xứng với mình, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Mình hãy chuẩn bị mình là một người vợ, những đức tính của người vợ tốt đi, một người chồng tốt đi, thì chúng ta sẽ tương xứng để chúng ta tìm được người vợ, người chồng. Cái nguyên tắc đi tìm vợ, tìm chồng, người bạn đời của mình. Mình trước khi mình đi tìm thầy á, mình hãy chuẩn bị mình là đức tính của một người học trò đi. Khi người đệ tử sẵn sàng thì vị thầy xuất hiện. Người Tây Tạng nói như vậy. Khi người đệ tử sẵn sàng thì vị thầy xuất hiện. Tức là khi quý vị đã đầy đủ là tính chất của một người học trò rồi, vị thầy xuất hiện cho quý vị. Cho nên á, nhớ giùm thầy, chúng ta có một đời sống vật chất, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đời sống đó quý vị phải có. Đó là nhu cầu mà. Nhưng nếu chúng ta chỉ sống như, như là gì? Như chỉ có chừng đó thôi, thì xin thưa quý vị, nó bé bỏng, nó thấp lắm. Có cái gì lớn hơn, cao hơn, xa hơn, và có cái gì đó mà chúng ta phải cần hướng về, đó là một đời sống tâm linh. Mà đời sống tâm linh đó chúng ta phải có thầy, phải có bạn. Mà đời sống tâm linh đó ai dạy cho mình? Phật dạy qua những bản kinh. Bây giờ không còn Phật nữa, có quý thầy giảng lại cho mình. Mình phải học nghe cái đó để mình mở mang đầu óc ra, để mình bớt cái tà kiến đi. Thì ở đây Đức Phật nói đó, có những chú sứ chúng ta né nha, né. Tới đó thầy cho ăn ngon mà thầy cho con pháp tu nữa, thầy ơi, thầy đuổi con, thầy cho con ở lại thầy. Có đuổi mình còn xin ở lại nữa. Còn nơi đó không có pháp, có ăn ngon, có mặc đẹp, có gì đó, dạ con cảm ơn thầy, cho con ăn bún ngon, cho con ăn hủ tiếu ngon, nhưng mà cho con xin lui, mình xin khéo khéo tế nhị thì mình lui. Không phải mình không quý kính nơi đó, nhưng mà vì mình biết nơi đó là mình tới đó bữa nào mình phiền muộn, với lại cái đời cái cuộc sống của mình nó qua nhanh mà mình tốn thời gian quá nhiều vào những cái chú xứ nó không đáng như vậy đó, thì thôi mình né đi nha. Có những cái chú, có những cái đoạn đường nó gì quý vị không nên đi. Mình biết tại sao không? Mình đi ngang cái đường đó mà là mình gặp cái nhà của cái ông mà hôm bữa mới chửi nhau với mình, mới chửi nhau với mình. Bây giờ mình đi ngang á, mình gặp cái nhà của ổng á thì sao? Không gặp ổng mà gặp cái nhà của ổng thôi thì mình sao? Mình tưởng tới ổng. Quý vị có nhớ cái hình ảnh không? Mình mà mất chiếc xe rim á,
Mình ngồi trước nhà mình thấy ai chạy chiếc xe rim, nó sao chiếc xe rim này giống chiếc xe rim của tôi quá ta. Thấy không? Cái tưởng của mình nó kinh khủng lắm. Cái tưởng của mình nó gì? Kinh khủng lắm. Cho nên đó là mình đi ngang đó, mình thấy cái nhà của ổng. Mình đâu phải thấy cái nhà ổng là xong đâu. Mình mới nghĩ ổng ở trong căn nhà này, thấy cái nhà đó bắt đầu giận ổng, tự nhiên đi ngang đường nó giận. Mình thấy chưa? Cho nên bây giờ khéo một chút mình né cái đi. Nhưng mà có một cái trường hợp đặt ra thế này nè. Từ đó vô đó chỉ có đi ngang có một con đường đó thôi, giờ né không được. Lúc này né không được thì sao? Thì lúc này quý vị mới qua cái chỗ là gồng, nghe không? Né không được thì mình mới gồng, tức là né không được thì mình mới kham nhẫn, là hàng ngày vẫn đi ngang con đường đó. Bây giờ né không được rồi, không có đường nào đi qua cái chỗ đó hết trừ con đường này, thì phải đi thôi. Nhưng mà đi lúc này nhớ là nhẫn nhịn, là kham nhẫn đó, lúc này mới gồng nha. Đó, đại ý lại, kết lại cái chỗ này nè. Có những cái chú xứ, có những cái chỗ, có những cái nơi chốn mà mình tới không có giúp cho mình vui, không có giúp cho mình an lạc, không có giúp cho đời sống tinh thần của mình, trí tuệ của mình, đạo đức của mình, văn tư tu của mình, giới định tuệ của mình, con đường pháp học, con đường pháp hành của mình đi lên á, thì mình xin chắp tay cảm ơn và cho con ấn số dê. Con chưa có lấy bằng lái xe mà con cứ dê luôn là vậy đó. Né ra, đơn giản không? Đơn giản thôi. Rồi, thầy nói tiếp ạ. Có những người bạn mà nếu mình giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có chí nghi ngờ. Những người bạn này là những người bạn xấu. Xin thưa quý vị, né tiếp. Hồi nãy là mình né cái chỗ, bây giờ mình né người. Ở đây Đức Phật nói là những người bạn. Ở đây mình nói rộng ra luôn nha. Bạn mình, bạn đây có nhiều bạn lắm. Bạn học trong trường lớp, bạn làm ăn, bạn công việc. Nó rộng ra tất cả những người mà mình có thể tiếp xúc, cũng có thể gọi là bạn. Vậy thì quý vị xét lại đi. Có những người bạn, có những người mà mình gặp á, mình phiền não. Và có người mình gặp á, mình vui lắm. Thông minh một chút thì mình khéo một chút thôi, né cái người làm mình phiền não ra. Khi mà thầy giảng tới đây trong một vài bài pháp á quý vị, có một Phật tử hỏi thầy thế này nè. Thầy ơi, thầy nói bây giờ né ra đúng không? Ví dụ như vợ với chồng hai người gây nhau thì né sao? Ly dị hả? Né sao? Ở riêng hả? Con ai nuôi? Đúng không? Đó. Có những trường hợp là né. Mà né không được thì sao? Mới gồng. Tức là chịu đựng, là nhẫn nhục, là kham nhẫn. Nhưng mà kham nhẫn một thời gian mà không được nữa thì sao? Vừa kham nhẫn vừa tu tập, tìm hết cách luôn mà vẫn cứ phiền não á, thì lúc này sao? Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Ta tìm cách. Có những cái trường hợp không né được quý vị. Nãy giờ ta đang cố gắng giảng về cái né. Nhưng thật sự có những trường hợp không thể né được. Quý vị đang làm trong công ty, lương quý vị 20 triệu một tháng. Quý vị đang làm công việc rất tốt, sếp rất thương, công việc cũng mọi chuyện tốt đẹp hết, bạn bè đồng nghiệp cũng thương luôn, và quý vị có cơ hội để thăng tiến cao hơn. Nhưng bỗng đâu khoảng 3 tháng nay có 2-3 người đồng nghiệp mới vô, mà 2-3 người đồng nghiệp này cứ xiên xỏ tụm năm tụm ba nói xấu mình. Có khi nói xấu qua người khác tới tai mình. Có khi mình ngồi đó mà cứ liếc liếc, cứ nói xỏ qua mình. Có những cái mình gặp trực tiếp luôn, có những cái mình nghe qua nghe lại. Mà mình thì tu còn dở, ai nói gì chứ nói xấu mình dễ quậu lắm. Bây giờ mình sao? Né hả? Lúc này né được không? Né vậy bây giờ làm sao mình nghỉ à? Công việc thì đang tiến triển, lương thì cao, môi trường làm việc tốt, nhất là cái nghề này là nghề tránh mạng rồi. Vậy thì lúc này không có né nha. Không có né, mà sao phải kham nhẫn. Mấy người này nói tôi vậy đúng không? Tôi kham nhẫn, tôi chấp nhận, tôi chịu đựng. Mà để coi, tôi chịu đựng 5 ngày, 3 ngày, 1 tháng mà người này vẫn như vậy đó. Vậy là né cũng không được rồi, kham nhẫn cũng không được rồi. Thì mình phải tìm cách khác nữa. Chứ không phải trường hợp nào thầy nói cũng chịu đựng. Mà không phải trường hợp nào cũng né. Mà không phải trường hợp nào cũng đối đầu. Đó. Và thưa quý vị, có những trường hợp mình phải đối diện mình tu tập. Có những trường hợp phải trừ diệt. Có những trường hợp phải, ví dụ trừ diệt là sao? Ta mình vừa khởi lên cái giận là mình phải tìm cách trừ diệt nó liền. Phải chuyển hóa nó liền. Lúc đó mà không có nói né nữa, nó giận, nó đã xảy ra rồi, không né nó được nữa. Mà phải đối diện nó, bây giờ
giận đúng không? Theo dõi hơi thở. Giận đúng không? Trước khi ta giận nhau, nhắm mắt nhìn mai sau, rồi khoảng 10 năm nữa người đâu và ta đâu, mình quán chiếu á, mình mới nói người đó giận nhau rồi bữa nào 10 năm sau. Trong khi bây giờ mình đã bắt đầu đầu bạc răng lung lay hết trơn, sắp đi hết trơn rồi mà cứ ngồi đó mà giận làm cái gì? Mình quán chiếu. Không, mình thấy à, không được, bây giờ mỗi lần giận thì thay vì mình nghĩ về người đó, mình nghĩ đến hơi thở của mình. Mình khởi lòng từ tâm của mình, phải đối diện để trừ diệt cái giận đó, để chuyển hóa cái giận. Có những trường hợp là né, có những trường hợp là gồng, có những trường hợp là phải đối diện để mà giải quyết vấn đề. Cho nên học Phật pháp á, nó có trăm ngàn cách. Đức Phật nói trong kinh là bao nhiêu? 84.000 pháp môn. Trong tạng kinh 21.000 pháp môn. Trong tạng luật 21.000 pháp môn. Trong tạng luận 42.000 pháp môn. 84.000 pháp môn. Mà lâu lâu thầy nghe quý vị nói một câu mà thầy nghe mà thầy dễ thương gì đâu á. Con học một bài kinh đủ rồi. Trời ơi, hôm nay nội trong bài giảng này là thầy dẫn 3-4 bài kinh này đó. Đừng có nói học một bài kinh đủ rồi nha, mà học phải nhiều bài kinh. Những bài kinh như là những thang thuốc trị bệnh. Có những bài kinh, ví dụ thầy nói cái bài giảng hôm nay nè, có những vị nghe xong chẳng thấm thía gì hết, như là nước đổ lá khoai. Nói như Hàng Mặc Tử là gì? Lòng anh là một cơn mưa lũ, đã gặp lòng em là lá khoai. Mưa lũ tha hồ rơi, giọt ngọc lá khoai chẳng chạm đến ra ngoài. Nãy giờ thầy nói giống như là nước đổ lá khoai không ảnh hưởng gì quý vị hết. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc sống của quý vị gặp thuận duyên quá, quý vị gặp bạn tốt, quý vị tới môi trường tốt, cho nên cái việc cái bài pháp này giảng về cái né nó không hợp với quý vị, nó không hợp. Cho nên quý vị cảm giác như cái bài này giảng nghe cho chơi chất chất cho vui thôi. Nhưng mà ai đang gặp trong cái trường hợp mà lấn cấn giữa cái việc né à, hay là ở nè, quý vị mới thấy cái bài này, ồ hôm nay ông thầy cũng giảng nữa, đúng ý mình quá ha. Mình có những người bạn mà nghĩ kỹ lại không phải là bạn mà là bè không mà chứ không phải là bạn. Mình có những người bạn mình thấy rõ ràng rất là nhiều lần. Mỗi lần có cục muối nó kêu mình tới chi với nó. Mỗi lần có cục đường nó đi đâu nó ăn một mình. Đó, mình để ý mình thấy có những người bạn vậy. Mình để ý à, có những cái chỗ lâu nay mình tới những cái chỗ mà sao có những cái chỗ nó làm cho mình phiền não quá ha. Hôm nay nghe thầy nói là không phải là phiền não nào mình phải gồng, mình phải chịu. Mà có những cái phiền não mình chỉ cần né nó thôi, mình phải tránh nó, phải né nó đi là mình hết. Tại sao tự nhiên lâu nay mình lại chịu mấy năm rồi ha, né nó ra. Thì quý vị nào mà đang nằm trong cái trường hợp lấn cấn này nè, nghe cái bài pháp này cảm giác nó thấm hơn. Cho nên khi một bài pháp á, giống như một cơn mưa quý vị, tùy cái duyên sự của quý vị, tùy cái hoàn cảnh mà quý vị đang gặp, mà quý vị nghe cái bài này nó thấm hay không. Thầy có gặp một cái trường hợp mà cái cô này cô khổ cũng lâu mấy năm á quý vị. Nó là như vậy nè, hình như bây giờ vẫn còn. Hai gia đình ở sát nhau, tức là gia đình cổ và một cái gia đình ông hàng xóm ở sát nhau. Không biết ông hàng xóm giận cổ cái gì á quý vị. Không biết giận cổ cái gì, tại vì thầy hỏi cô là cô có làm gì cho ông giận không? Nó là không. Và con cũng là Phật tử thuần thành, đi chùa rồi đi làm, mà con nó có làm gì về, tối về thôi. Mà thầy biết lạ cái vậy nè, cứ mỗi lần ông quét rác, mỗi lần ông hốt rác xong á, là ông đổ qua nhà con. Ông cố ý ông đổ qua nhà con, thay vì ông để phía trước cho người ta tới hốt, phải không? Ở không, ông quét xong hất vô nhà con chơi vậy đó. Cái thầy mới hỏi là chị coi kỹ lại coi, nhiều khi ông để phía trước rồi gió nó bay vô hay như thế nào. Dạ lúc đầu con cũng nghĩ vậy á, nhưng mà sau đó không phải thầy. Ông cứ canh, không có ngỡ nhà là ông hất rác của nhà con. Ông hất hoài, ông phiền não ghê thầy. Cái thầy nói thôi bây giờ để con một thời gian coi sao. Ông hất tiếp, không được rồi, mình phải nói. Phải nói. Cái việc nói cuối cùng liên quan tới chuyện nhập nói không. Ông nói xong buổi sau ông hất tiếp. Ông cứ canh đi làm, ông hất vô tiếp. Rồi sau đó trường hợp thế này giải quyết, lên tới chính quyền giải quyết luôn. Giải quyết xong rồi đâu vô đó, rồi ông cũng lại hất tiếp. Ông ngoài cách đó rồi ông còn tìm cách khác nữa. Ví dụ như ở nhà bên cạnh đó là ông giống như những chai thuốc mũi, xịt mũi á. Lâu lâu ông canh không có người, ông phía sân có phía trước, ông lấy ông xịt qua cho bên nhà hôi chơi vậy đó. Không có gì, gặp cái trường hợp đó thì tính sao? Né đúng không? Né thì chỉ còn cách là gì? Bán nhà. Chịu đúng không? Chịu thì phải ngày ra quét rác đi. Thầy nói nếu mà trong giai đoạn này mà chị chưa có giải quyết được tận cái nguồn cơn á, thì thôi, mỗi lần quét rác á, cũng quét rác trong hoan hỷ nha.
đừng có gì ẩm mà cứ suốt ngày mình buồn mình giận, tội lắm. Chúng ta có mỗi ngày 24 giờ, nhưng chúng ta để cho người ta quyết định cái buồn vui của mình. Hôm nay nhìn mặt cái cô này cô vui lắm, tại sao? Sáng nay bạn của cổ mới khen cổ một câu, hôm nay anh thấy em dễ thương quá, cổ cười từ sáng tới chiều. 3 ngày sau nhìn mặt cổ vui không nổi, hơn sao vậy, cũng người bạn đó luôn. Nói sao mấy hôm nay tôi thấy mặt bạn hâm hâm như nồi thịt bằm, thấy hắc ám quá, đồng giận buồn nguyên ngày luôn. Cuối cùng cái buồn cái vui của mình đó, mình để cho người ta quyết định chứ mình không có quyết định. Cho nên nó xin thưa quý vị, mình đừng sống như người ta nói nhé. Đừng sống như người ta nói là như thế nào? Đừng có để cái cảm xúc của mình cho người ta quyết định. Thầy thấy nhiều lắm á. Thầy thấy mình không có học pháp á, cái hạnh phúc khổ đau của mình để cho người ta quyết định chứ mình không có quyết định. Hôm nay mình không có vậy. Cái thầy mới nói với cổ nè, bây giờ chị vẫn quét rác đúng không? Đã chấp nhận nhẫn nhịn thì hàng ngày chị quét, nhưng mà lúc quét đó chị cũng đừng có buồn giận nha. Bây giờ mình chưa có né được, mình kham nhẫn, thì thay vì kham nhẫn cho hoan hỷ, chứ mình mỗi lần mình quét mà mình giận lên, mình buồn lên, mà buồn giận xong nó mệt lắm. Cơ thể của mình lúc mình giận nó tiết ra những cái độc tố, nó làm cho mình mệt lắm. Quý vị giận ai, quý vị coi có khỏe không? Khỏe không ạ? Không. Quý vị mà giận ai tối đó quý vị ngủ không ngon. Ngày đó quý vị ăn không ngon, ngủ không ngon. Tại vì sao? Về cái cơ thể của mình á, cơ thể vật lý á, khi mình giận thì những cái độc tố nó tiết ra. Nói thẳng ra là khi quý vị giận ai là quý vị đang uống thuốc độc. Thầy mà giận cái gì giống như thầy đang uống thuốc độc vậy đó. Vậy tại sao mình lại đi uống thuốc độc? Mình giận người đó, mình không biết người đó làm sao, nhưng mà hằng ngày mình uống thuốc độc không có dạy như vậy nha. Nên thầy nói chị có quét thì chị quét, đã nhẫn rồi thì nhẫn cho vui, đừng dạy gì cuộc sống của mình, một ngày của mình, niềm vui của mình để cho người ta quyết định. Không nên vậy, mình phải có cái tự lực. Nói theo một cái bài hát là gì? Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt còn xa vắng và đầu hè vẫn có ánh trăng soi. Tức là mình phải tự chế ra những cái hạnh phúc đó của mình, chứ đừng để cho người kia quyết định. Đừng sống như người ta nói. Và hạnh phúc á, cũng không phải tự nhiên mà có nữa, phải không quý vị? Không có. Hạnh phúc từ sự lựa chọn thông minh của mình. Quý vị lựa chọn những chỗ ngồi cho xứng đáng, những người bạn cho xứng đáng. Quý vị lựa chọn những chú xứ nơi chốn cho xứng đáng, quý vị mới có niềm vui. Quý vị phải lựa cái gì quý vị nghe, những điều thiện quý vị mới có vui, chứ không phải tự nhiên hạnh phúc mà nó có. Hạnh phúc có khi, có khi hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Có người hạnh phúc là phải có cái gì đó mới vui, và có những người hạnh phúc là không có cái gì đó mới vui. Vì coi có phải không ạ? Có những người hạnh phúc là gì? Là phải có cái, trong những ngày nóng này, có những người hạnh phúc là gì? Họ có cái quạt họ mới vui. Và có những người hạnh phúc không có gì hết là họ luôn cởi trần luôn, họ mới vui cởi luôn. Nói chung cởi trần ra họ mới vui rồi, không cần có. Và có những người á, họ có thêm cái xe, họ có thêm cái nhà họ mới vui. Nhưng có những người hạnh phúc là họ phải bỏ được cái gì họ mới vui. Đây là một cái mảng lớn mà nay mai tôi sẽ giảng cái bài đó. Hạnh phúc đến từ đâu? Hạnh phúc đến từ, đại ý là hai nguồn, có gì và không có gì. Có những người hạnh phúc từ cái có gì mới hạnh phúc, và từ không có gì mới hạnh phúc. Thầy nói ví dụ hôm nay, sở dĩ mình hạnh phúc không có gì là mình không có những người bạn xấu, là một cái hạnh phúc. Hạnh phúc là mình không có ở những cái chốn mà không nên lai vãng, những cái chốn bất thiện, đó là hạnh phúc là không có. Còn hạnh phúc từ cái có là cái gì? Hạnh phúc khi con có những người bạn đạo, đúng không? Đến từ cái chỗ có những người bạn đạo. Hạnh phúc từ con có pháp để con tu. Hạnh phúc khi con buồn, con biết làm gì con buồn. Khi con cô đơn, con biết cách nào để con vượt qua cô đơn. Hạnh phúc là gì? Khi con trống vắng, khi con lạc lõng, khi con cô đơn, khi con buồn, khi con giận, khi con lo, khi con sợ, con có cái gì đó để con tu, có một cái gì đó để con núp vào, con an trú vào, con nương tựa vào, thì hạnh phúc đến từ có đó.